Xe này của mình là dây nhựa là còn nguyên đó nha. Điện đốt rồi, dây nhựa là còn nguyên hết á. Cái chui điện rồi á. Nguyên bản luôn, cái dây nhựa mình là nguyên bản luôn á nha. Chưa có rút, chưa có đấu gì trơn. Sườn quá đẹp. Còn mấy xe cam á là nó xả, nó xả lui, nó hàng tới hàng lui để nó nói cái số khường, số sườn này. Con của mình là còn nguyên, ốc tán còn nguyên luôn. Cũng tích luôn. Chứ một cái xe cam muốn sàn qua đây đâu phải đơn giản đâu, nó phải gã này ra. Xe cam á, tại cái xe cam là cái số khung nó khác. Còn số trong cà vẹt nó khác. Đó, nó muốn đúng hợp lệ là nó phải xả cái này ra. Đó, nó cắt đóng lại. Còn số máy cũng vậy nữa, số máy là nó mà đúng xe cam nó phải nhắn. Một là nó mài. Nó mài xong nó nhắn lại. Xe đó là sang tên là bị dính á. Còn của mình là nguyên bản luôn. Đó. Chốt nguyên luôn. Xe này là không tì vết rồi, bây giờ mình được thì mình phải cà. Mình cà sẵn số khung số máy, bắt đầu mình nạp hồ sơ mình rút, đúng không? Đó, một người em của anh Viễn xuống đây nè. Đúng như thời hạn anh Viễn xuống, anh xem xe. Coi như anh em của mình cũng đã thương lượng rồi. Giấy tờ sang tên hợp lại, đăng nhập vô tư, hải quan chính ngạch nha các bạn. À, anh lặn lội từ Hà Nội anh vô đây anh lấy chiếc xe đúng như thời hạn luôn. Đó. Cái này mình quay lại một cái clip nữa nha, làm kỷ niệm luôn. Hôm rày mình cũng chưa có mở ra cái này ra kiểm tra nó nè. Hôm nay mở ra mình cả số khung số máy luôn, chờ không tì vết đó chưa, số zin. Anh nhìn thấy vàng lưỡi không? Chiếc xe đó không? Không một dấu thẹo luôn các bạn. Không một tì vết luôn á. Con này là clip cuối cùng rồi đó. Cái cốc này là hết rồi. Các bạn kiếm cái chiếc thứ hai hơi bị lâu nha. Hết hàng rồi nha. Này duyên của anh Viễn đó. Chiếc xe đã thuộc về anh Viễn. Rồi ok, vậy nha, đó là mình tiến hành thủ tục pháp lý. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem tin.